Mưa to kết hợp với triều cường dâng cao trong tuần qua đã làm ngập gần 350 căn nhà ở Cà Mau, cùng với hàng trăm km lộ giao thông nông thôn bị hư hỏng. Tình hình cụ thể như thế nào, chị Ái Hậu? Vâng ạ, thông tin mới nhất mà Ái Hậu nhận được từ văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau. Trong một tuần qua, mưa to cùng triều cường còn gây ngập úng hơn 700 hecta lúa, thiệt hại khoảng 1 hecta nuôi tôm, nuôi cá. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường theo dõi, ứng phó với diễn biến của thời tiết, đặc biệt vận hành hợp lý, hiệu quả hệ thống cống, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai. Các xã khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ người dân. Hiện đồng bằng sông Cửu Long đang ở trong mùa mưa bão. Những cơn dông lốc xuất hiện bất chợt thời gian qua đã khiến hàng ngàn căn nhà bị sập. Một trong những lý do khiến nhiều căn nhà không thể trụ vững trước những cơn gió lớn là sự chủ quan của người dân. Không một cây cột hay tấm tôn nào trụ vững. Ngôi nhà của ông Ba đã bị sập hoàn toàn sau cơn dông. Để có chỗ sinh sống, gia đình phải che tạm túp lều như thế này. Nó thổi cái banh cái vách nhà trước là lại cúp cái cầu giao điện. Cúp giao điện thì tôn nó bay tùm lum nha. Do tác động của biến đổi khí hậu nên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên xảy ra những cái cơn lốc xoáy mạnh và bất ngờ. Dù vậy thì ở những cái vùng nông thôn rất dễ tìm thấy những cái căn nhà được xây dựng một cách rất là tạm bợ. Cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Đa phần nhà ở đây là cây gỗ tạm. Mái tôn không được chằng néo, mặc cho dông gió xảy ra thường xuyên. Bà con chỉ chằng néo nhà cửa khi được chính quyền thông báo có bão lớn. Thì nghĩ chằng là chằng chỗ có quận vậy thôi, chứ còn nếu mà bão vô ngay thì nó có những cái nhà nó dở từ chỗ này nó bỏ chỗ kia mất tiêu luôn ấy, rồi đó là chằng nếu vậy. Thái độ chủ quan đã khiến nhiều người phải trả giá. 8 tháng trong năm 2022, hàng ngàn căn nhà ở đồng bằng sông Cửu Long đã bị sập, tốc mái vì dông lốc. Riêng tỉnh Cà Mau đã có hơn 1.300 căn. Theo cái phương án ứng phó với thiên tai, với cấp độ rủi ro thiên tai, thì các hộ cũng thực hiện theo cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên cũng còn một số hộ cũng chủ quan lơ là. Do đó là khi xảy ra thiên tai thì ảnh hưởng nó sẽ nặng nề hơn. Không tốn quá nhiều chi phí, nhưng hai sợi dây này đã giúp căn nhà của anh Luân trụ vững qua nhiều mùa mưa bão. Nếu ai cũng có ý thức chằng néo lại nhà cửa ngay từ đầu, thiệt hại sẽ giảm bớt phần nào khi dòng bão thổi qua. Số lượng người phải di cư hàng năm do các thảm họa khí hậu dự kiến sẽ tăng lên khoảng 143 triệu người vào giữa thế kỷ này. Đây là cảnh báo của Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Theo tổ chức trên, hiện có khoảng 22 triệu người trên thế giới phải di dời hàng năm trong các thảm họa do khí hậu gây ra. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt trên toàn thế giới do biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng di cư gia tăng có nguy cơ dẫn đến bạo lực, đói kém và bệnh tật lan tràn nhiều hơn. Từ đầu năm đến nay, số lượng người di cư vượt eo biển Măng từ Pháp vào Anh đã tăng kỷ lục với hơn 40.000 người